quý vị các bạn, tôi giới thiệu tôi là Dương Hồng Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Hưng Phú Thọ, chuyên kinh doanh về mảng thiết bị điện, thiết bị vệ sinh cao cấp. Trước khi đến với khóa học là chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu thì là trước hết là bản thân tôi thì thấy là một là chủ một doanh nghiệp, nhưng tôi thấy là quá bận rộn, và cái thứ hai là mọi điều là rất là lo âu vì các khâu là nó chưa được hoàn thiện. Nên chính vì vậy nên là tôi cũng may mắn đã được đến tham gia và học cái lớp PDCA và cũng là cái lớp chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu này. Qua 3 ngày học tập thì có những chìa khóa mà tôi tâm đắc nhất là thứ nhất là 8P trong marketing, và tiếp theo là cái bảng phân tích SWOT, biết điểm mạnh điểm yếu của mình và có những cái mà để mà ngày xưa là tôi cũng chưa bao giờ thì nhìn lại mình cả, nên là bây giờ áp dụng được những cái bảng đấy. Và tiếp theo là 12 bước bán hàng bùng nổ, và tiếp theo nữa là có 6 phương pháp, 6 cách tuyển dụng nhân sự. Lời khuyên của tôi dành cho những anh chị mà chưa biết đến khóa học chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu này cũng như là PDCA thì là các anh chị mà cũng cùng hoàn cảnh như tôi, hoặc là cũng có những bận rộn làm doanh nghiệp mà quá bận rộn và cũng có rất nhiều cái lo âu và quy trình quy định thì của công ty thì chưa có, thì mong anh chị sẽ tìm hiểu đến PDCA và cũng như là các khóa học chiến lược doanh nghiệp dẫn đầu này để mà chúng ta biết và chúng ta sẽ hoàn thiện công ty và phát triển công ty, cũng như là cũng như là sẽ xây dựng cho cộng đồng phát triển mạnh hơn.